Cô chú anh chị và các em khắp nơi có bình an không? Bữa nay Thảo chia sẻ cuộc sống hiện nay ở Mỹ cũng như ở miền Bắc California nha. Có cái gì thay đổi khi mà ở bên châu Âu xảy ra chiến tranh ha? Gia đình đang đi chợ Mỹ, thấy cũng bình thường, không có ai dự trữ lương thực hết. Thật ra là hồi lúc mà đại dịch đó, mọi người dự trữ lương thực rồi. Nên bây giờ giống như một cái nếp sống gì đó, nhà nào cũng có một cái tủ đồ ăn rất là nhiều và lúc nào cũng có sẵn đồ ăn ở trong tủ rồi. Nên bây giờ người ta không có ùng đi dự trữ lương thực khi mà nghe có tin chiến tranh, với lại giờ chiến tranh ở hơi xa nước Mỹ nè. Nhưng mà có một điều là giật giá lên giá nha, xăng lên giá dữ lắm luôn. Rồi mình tính tiền á, thấy trả tiền nhiều hơn, mặc dù mình mua một số lượng cũng giống giống như mấy lần trước. Chỗ cái line này là mình tự trả tiền, có mấy cái line bên kia thì có nhân viên tính tiền cho mình. Gia đình Thảo đi mua thực phẩm ở cái chợ này mở cửa khuya lắm, chợ Food Mart ở gần nhà nè. Bữa nay nhìn cái đường phố đồ vắng ha, mọi người cũng đi chợ ít hơn nữa. Không có nhiều người đi chợ tại vì giật giá giờ mắc quá. Lạm phát nè, rồi xăng lên giá, kéo theo cái gì cũng lên giá, đồ ăn cũng lên giá luôn nữa. Mình đi mua đồ ăn á, mỗi món lên mấy chục sen. Rồi mình tính tiền ra là mắc hơn mấy đô. Rồi cái gì mà bán cái giá cao á thì lại mắc hơn nhiều nữa. Nên tiền lương á thì lên ít mà tiền xài nhiều, nên người ta bỏ miền Bắc California cũng như mấy cái thành phố lớn á, giật giá mắc á, để đi về mấy cái miền quê, mấy cái thành phố nhỏ để sống. Tại vì á, lương làm á, chật vật quá, không có đủ sống. Có bà con cô bác ở những tiểu bang khác đến miền Bắc California, thích nhất là đi các nhà hàng để thưởng thức ẩm thực của người Việt. Tại khu này là đông người Việt sinh sống. Và người ta mới nói, ô giá cả ở đây hơi cao. Thảo nói là ở đây á, giật giá cao, đời sống cao. Tại vì có công ăn việc làm nhiều lắm. Có cái khu thung lũng điện tử Silicon á, cho người dân nhiều công ăn việc làm. Một tô phở, một dĩa cơm hiện nay á, trung bình khoảng 15 đô la. Bữa nay là sinh nhật của con trai nè, mà do là tình hình cũng còn dịch đó nên không có tổ chức sinh nhật với thằng nhỏ lớn rồi. Cái dẫn cho đi nhà hàng ăn nè, ở đây có nhà hàng các món quế đó, ngon lắm. Cảm ơn chị. Hai cho con có đồ ăn rồi, mình chưa có đồ ăn. Tại cái món chay á tình lòng lòng. Mấy anh mấy chị em ở trong đây á, thấy Thảo cái cười cười hoài, hỏi phải ở trong YouTube cái này không? Thảo Kali cái nói đúng rồi. Mấy chị mới đem ra cho một tô. Cái này là món gì ta? Cái này là món mì Quảng chay. Mời bà con cô bác ăn mì Quảng chay. Thảo chia sẻ cho bà con cô bác thấy là cuộc sống ở California cũng như nước Mỹ cũng bình thường. Có chút mà lo lắng xíu là mọi người gặp nhau thì có bàn luận và có một ý kiến chung là không có thích chiến tranh. Mới có hết dịch rồi, cái tới chiến tranh nữa, người ta cảm thấy hơi giống như bị căng thẳng á. Chỗ này á, là kế bên cái khu mà con trai đang đi hướng đạo sinh vào mỗi chủ nhật. Bữa nay chủ nhật mà rất là nhiều người đến sớm để chơi thể thao. Cái khu này vừa mới cất lên luôn. Rất là đẹp ha. Mọi cuộc sống rất là bình thường. Nhưng mà nhiều người á, đi ra Thảo thấy giống như tâm tư lắm. Tại vì ở đây á, người ta mua cổ phiếu nhiều á. Trước lúc á, mới có nhen nhóm tin chiến tranh á, là thấy một số cổ phiếu giá xuống rồi. Cái tới lúc mà chiến tranh nữa thì xuống nhiều lắm luôn. Nên có nhiều người á, người ta tâm trạng quá trời luôn, mất tiền á. Thảo đang đứng trong khuôn viên của một trường trung học nè, college ở miền Bắc California. Đó, thằng cháu cũng đang dự định xin vô đây du học nè. Trường này á, Thảo cũng có học ở đây nữa. Học đông người Việt mình vui lắm. Các em khoảng 15 đến 17 tuổi á, muốn chuẩn bị đi du học á, thì
thi lấy bằng IELTS trước đi ha, rồi đăng ký mấy cái trường như trung học này nè, thấy dễ qua du học á, rồi từ từ xin học lên cao. Trường trung học mà lớn dữ lắm, đất còn rộng mênh mông luôn, ở dưới chân núi có rất là nhiều khu cho tập thể thao nè. Con trai Thảo á, chủ nhật là đi hướng đạo sinh, đi cái này á có mấy cái lớp á cũng hay lắm nha, như có học bắn súng nữa đó, lấy một cái merit badge bắn súng, mấy cái giống như là đi lính vậy mà. Ở một năm á, đi cắm trại ở trong rừng á, khoảng một tuần á, không có cha mẹ theo, tự điên mình thôi. Thảo thấy vậy nha, bây giờ chiến tranh á, cái bên Ukraine á, nhiều người dân á phải cầm súng đó, bây giờ con Thảo đi cái này cái nó biết cầm súng rồi, mai mốt mà có cái gì nữa nó không có bỡ ngỡ. Tại vì giờ á, thấy ớn quá trời luôn rồi, chiến tranh á, mình đâu có muốn đâu mà nó cũng xảy ra. Nhóc nhỏ sinh hoạt trong liên đoàn hướng đạo sinh Bắc Đẩu, ở trong khuôn viên của trường Evergreen, ngay gần cái hồ này nè, rất là đẹp luôn. Mỗi lần vô đây á, cái Thảo chạy vòng vòng tập thể dục, thấy mọi người cũng tập thể dục ở đây nhiều lắm, cảnh vừa đẹp nữa, rồi cho mình có sức khỏe. Thảo chia sẻ với bà con cô bác cảnh ở miền Bắc California bước vào mùa xuân, thấy cảnh á, cuộc sống yên bình á, không khí ở đây trong lành nữa. Ở chỗ nào mà người dân ở á, thì không có mấy cái cơ sở sản xuất nha. Nước Mỹ á, rất là sạch sẽ luôn á. Mấy cơ sở sản xuất á, là phải xử lý mấy chất thải, không có làm ô nhiễm môi trường á, mà nó không có ở gần khu dân cư đâu, nó nằm xa lắm. Ở đây là cái đó là quan trọng lắm, nên cái môi trường rất là đẹp, rất là yên tĩnh. Người dân á, người ta không có thích sống ở gần mấy cái đường xe chạy, ta sống ở trên mấy núi rồi đó. Nó đẹp lắm, cảnh ở đây đẹp lắm. Cuộc sống ở đây á, rất yên tĩnh. Mỗi ngày á, Thảo tập thể dục á, đi bộ nửa tiếng để cho có sức khỏe. Tại mỗi lần gặp bác sĩ là hỏi có tập thể dục không, có tập thể dục không. Đó, mình phải tập thể dục đi bộ á, tốt cho sức khỏe nha bà con cô bác. Rồi Thảo chia sẻ mấy cái Thảo đang dự trữ sẵn nè. Nói vậy chứ thấy chiến tranh mình cũng lo. Còn ở đây á, nhà nào cũng có cái tủ đựng đồ ăn hết trơn á. Có nhiều nhà tủ đựng đồ ăn lớn lắm, đựng mấy cái đồ khô, bánh trái. Có 3 tầng nè. Rồi tầng ở dưới thì Thảo đựng rất là nhiều đồ khô luôn. Thường là có mua sẵn để vậy đó, nên nhiều khi á, bất chợt thì cũng có đồ ăn để ăn. Nhà Thảo ăn gạo nâu nè. Cái này là lương khô, mình có thể nấu trong một thời gian vài tuần. Nói chung là ở đây lúc nào cũng có tinh thần như vậy nên cũng không có lo lắm luôn. Chỉ sợ là cúp nước, cúp điện thì không có xài thôi, không có nấu được, phải có mấy cái đồ mà người ta làm sẵn rồi cái mình lấy ra mình ăn thôi. Cái thùng này cũng lớn nữa. Để Thảo chế cho đầy cái thùng nước này luôn. Cái này có nắp sẵn. Đầy hai cái thùng bự rồi đó. Tại sao Thảo đi hứng nước? Tại vì ở đây mình xài nước trực tiếp dặn dòi ra, không có chứa chỗ nào, không cúp nước cái không có nước. Nên bữa đó tự nhiên bạn Thái hỏi: Thái Thái, nhà có cái thùng nào bự bự không? Cho đi để đựng nước, để có gì chiến tranh tới thì có nước xài. Khi nói ở đây xa quá, chắc không có chiến tranh đâu, mà hổm nghe hầm hầm chiến tranh hạt nhân rồi đó, mình cũng sợ quá. Nên thôi giờ mình đi hứng nước đi. Bà con cô bác nào ở gần mấy cái khu mà có chiến tranh hay là
nguy cơ chiến tranh cao á thì mình hứng nước, mình chừa mình để dành đi nha. Mấy cái bình nó nặng quá, để cho Thái về Thái ninh vô. Mấy bữa nay Thảo làm vườn hơi nhiều á, đau lưng. Thảo cũng nói với gia đình Thảo bên Việt Nam á, mua lương khô dự trữ, rồi dự trữ nước đồ nè. Ở bên nhà thì có mấy cái bồn rất là lớn để chứa nước thì không lo. Còn ở đây á, hồi xưa giờ mình cứ xài nước trong vòi ra không à, không có chỗ nào dự trữ nước hết á. Nên giờ mình dự trữ vậy á, cho chắc ăn ha. Lỡ ngày nào đó cúp nước thì mình cũng có mình xài. Lấy cái ghế ngồi, ngồi ngồi ở đây nghỉ mệt. Có nhiều khán giả nói á, Thảo á, hiền á, lo làm vườn đi, đừng có nói chính trị. Thảo nói đâu có nói chính trị đâu, nhưng mà chia sẻ cuộc sống trong cái thời loạn lạc chiến tranh không có yên bình, để cho bà con cô bác có thêm động lực để sống, với lại có thêm những cái để chuẩn bị. Đây nè, Thảo hay mua mấy cái bịch lắm. Nếu bà con cô bác có mua cái loại bự bự á, để chi nếu mà cúp nước rồi cúp điện, mình đâu có bấm xả được cái chỗ mình đi vệ sinh. Mình lấy cái bịch ra, cái mình trả, mình phủ lên cái chỗ đi vệ sinh đó. Cái xong rồi mình đi vệ sinh xong rồi cái cột lại, cột chặt lại, bỏ hai ba bịch gì đó. Đó, phủ lên, cái này hơi nhỏ nè, mình mua cái loại bự hơn nữa. Phủ lên mình đi xong rồi cột chặt lại, rồi bỏ vô hai ba lần bịch gì đó, cái để vô thùng rác, chừng nào đổ được thì mình đổ. Đó ha. Đó là đi vệ sinh khi mà cúp nước. Hồi đó Thảo mới qua đây người ta chỉ Thảo vậy đó. Có mấy cái lớp học người ta hướng dẫn cho mình cuộc sống căn bản, chia sẻ với bà con cô bác. Nếu mà lỡ mà có mấy cái tình huống nó xảy ra. Còn khi mà người ta sử dụng tới hạt nhân rồi thì mình đâu có còn chỗ nào đâu trốn nữa ha. Cái đó là cái nỗi đau của nhân loại, nên Thảo không có muốn. Thảo hy vọng là không có xảy ra, mà chiến tranh nhanh hết đi cho mọi người được bình an. Nhưng mà trong tư thế thì thấy chiến tranh diễn ra thì mình cũng chuẩn bị tinh thần ha. Ở trong Mỹ xa, không có gần, nhưng mà Thảo thấy người bạn nói tự nhiên chứa nước đi để dành xài. Cái tự nhiên Thảo nói sao đó giờ mình không nghĩ, nên giờ chia sẻ cho bà con cô bác luôn. Rồi có cái gì biết nữa thì Thảo cũng chia sẻ luôn. Bà con cô bác ơi, bữa nay á, ảnh hưởng quá, điện lên quá chừng luôn. Bình thường nhà Thảo có 100 mấy à, nay gần 300 đô luôn. Hỏi mấy bạn nhà mấy bạn 400-500 luôn, nhà mấy bạn nhiều người hơn á, nói trời ơi lúc này điện lên dữ vậy ta, cái gì giờ cũng lên hết trơn luôn á, ảnh hưởng. Có nhiều người á nói á, trong thời buổi này á, mình á dự trữ vàng á tốt hơn là mình đi đầu tư mấy cái khác. Như là có người quen á chuẩn bị sửa nhà, trước khi có tình hình đánh nhau á thì đã có chữ ý rút tiền ra, tại vì mình làm mấy hãng lớn á, người ta cho mình cái cổ phần á. Có người làm mà lâu á cũng rút ra được mấy chục ngàn, rồi có người rút ra được mười mấy ngàn tùy theo hãng nữa. Cái mới rút ra một tuần sau cái có tin đánh nhau đó, cái nói là xuống từ từ á, cái tỷ có 20 ngàn đi, là sao có tin thôi là tuột xuống 2 ngàn, rồi mấy bữa sau tuột xuống 3-4 ngàn, rồi mấy bữa sau tuột xuống mất 5 ngàn nữa đó, tuột xuống từ từ vậy đó. Rồi tới giờ chiến tranh luôn rồi, rút ra rồi nên yên tâm, không có mất nữa. Còn người nào mà còn á thì tuột xuống, nhiều người nói thôi để đó đi chứ lấy ra thì mình mất tiền. Nên giờ có nhiều người ta bán tháo á mấy cái cổ phiếu đồ đó, thì có tin tức Thảo mới biết như vậy, nên chia sẻ với bà con cô bác. Có tiền thì mình mua vàng, nếu mà vàng đang lên quá thì mình để từ từ, chừng nào xuống mình không mua để dành. Nói vậy chứ Thảo hồi nhỏ lớn cũng không có đeo vàng, nói với mấy bà con cô bác chứ Thảo không có mua. Có tiền đủ sống mà, nói chung là mình sống sao vui vẻ đi ha. Thảo thấy mỗi lần Thảo đào đất con dung á, Thảo cũng không có muốn đào chúng cho nó đứt làm hai nữa. Nếu mà đào cái con nào Thảo bắt Thảo thả lại cái chỗ nó sống. Con người mình nuôi khó khăn lắm mới lớn được một người, tự nhiên cái ra chiến trường bắn cái đùng mới chết ha, thấy đau thương quá ha. Thảo không thích chiến tranh gì hết trơn á, Thảo lúc nào cũng cầu nguyện cho hết chiến tranh đi, cho những người lính được về với gia đình, vợ mất chồng ha, cha mẹ mất con, đau lòng lắm, nuôi đứa con lớn khó lắm ha.
vũ khí giờ nó tàn ác quá à, làm đùng 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 chết ngã rật 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 rật. Trời ơi, nuôi một con người khó lắm ha. Thảo hy vọng là chiến tranh mau hết nha, mấy bà con ở trong vùng chiến tranh nó được bình an. Hy vọng là những người không có tốt á thì từ từ không có còn nữa, cho thế giới này được yên bình. Thảo cầu chúc cho bà con cô bác luôn khỏe và bình an nha. Mong sao thế giới được an bình, mong sao những chia sẻ nhỏ nhỏ của Thảo đem lại lợi ích cho mọi người. Chúc cô chú anh chị và các em luôn khỏe. Tạm biệt cả nhà. Cảm ơn đã ủng hộ gia đình Thảo nha. Tạm biệt.